Chào các bạn, mình mới kết thúc xong những ngày công tác tại Phú Quốc và mình quyết định là sẽ dành ra 2 ngày cuối tuần để ở lại hòn đảo xinh đẹp này. Và nơi mình đang tiến vào là Mango Bay. Mình sẽ ở lại đây và hãy cùng theo chân mình xem là chuyến du lịch một mình này của mình có gì thú vị, vui vẻ, hạnh phúc, ấn tượng hay không nhá. Và đây chính là Mango Bay. Xin mời mọi người. Phòng của mình là phòng số 13. Và ở trong này rất là rộng rãi, nhiều cây xanh. Kiến trúc thì nó rất là mộc mạc và nó gần gũi với thiên nhiên ấy. Cảm giác như mình đang đi chơi ở trong một khu rừng luôn ạ. Và cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi. Đây chính là căn nhà mà mình sẽ ở đây. Chúng ta sẽ bước vào bên trong để xem là nó như thế nào nhé. Rất là cây cối xanh mát, như là đang đi chơi ở trong một cái công viên vậy đó. Bây giờ mình sẽ quay máy quay sang trước. Mọi người sẽ thấy là ở đây có một chiếc giường này, giường màu trắng. Mình rất thích là những cái gì mà màu trắng như thế này nhá. Ngoài này thì cây cối xanh mát. Giờ thì mình sẽ thay đồ ra để đi biển nhé. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ra biển chơi. Và trong này thì họ sẽ có 2 bãi tắm riêng biệt. Một bãi tắm thì nó sẽ có nhiều đá nên là chỉ nằm phơi nắng thôi. Và một bãi tắm thì có thể là chèo thuyền kayak này. Rồi có rất là nhiều hoạt động. Hãy cùng đi ra xem là như thế nào nhé. Và ở sau lưng mình chính là bãi biển đầu tiên, nơi mà có rất là nhiều những chiếc ghế được trải ra đây và mọi người có thể là phơi nắng cả một ngày dài. Rất là thích. Phía trước mình chính là biển, vào lúc chiều chuẩn bị có hoàng hôn buông xuống. Mình sẽ canh khoảnh khắc hoàng hôn ngày hôm nay như thế nào và sẽ bay một cú flycam nhé. Ở Mango Bay thì rất là nổi tiếng với những hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới biển một chút xíu. Chứ không thì không thể nào mà ra biển mà không chạm chân xuống biển được. Tuy nhiên là ôi, nước rất là thích, rất là dễ chịu. Mình mới mổ mắt xong ấy nên là không được chạm mắt vào trong nước biển. Nước rất là trong, trong vắt luôn. Ở phía đằng này này là nơi mặt trời sẽ lặn xuống. Và có rất là nhiều người trước đây ở đây thì họ có một cái quán bar. Cái quán bar nằm ở phía đằng kia kìa. Và rất là nhiều người tới đây, giống như là khi mà đi Bali thì hay xuống Rock Bar để mà ngắm hoàng hôn. Nhưng mà mình nói thật là mình đi rất nhiều nơi nhưng mình chưa thấy ở đâu có hoàng hôn đẹp như biển ở Phú Quốc. Và đây chính là một trong những nơi có hoàng hôn đỉnh của đỉnh luôn á. Bây giờ thì mình đang nằm đây để chờ hoàng hôn buông xuống.
Xin chào các bạn, mình mới ngủ dậy và đã đánh răng rửa mặt xong. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn sáng. Nhưng mà mình sẽ quay một chút khung cảnh buổi sáng sớm ở đây. Mọi người có thể thấy là mới sáng nhưng mà nắng ấy, nó xuyên qua những cái kẽ lá. Xong rồi là ở đây thì giống như mình đang sống giữa một khu rừng già vậy đó. Mình rất là thích những nơi nào mà con người gắn liền với thiên nhiên như thế này. Nghe thấy được cả những tiếng chim hót và tiếng động vật kêu không? Đây chính là bữa sáng của tụi mình ở trên đảo. Và đây là món ăn chính. Rất là xinh đẹp, bún tê. Lúc này thì mình đang trèo từ dưới mặt đất lên trên đài quan sát. Ở khu vực này là hồ Dương Đông. Và nếu như các bạn có thể nhìn thấy qua màn hình, hy vọng mọi người thấy được cái màu xanh của nước lúc này rất là đẹp. Lên trên này rất là thích và không có ai, chỉ có mình ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy ở phía sau mình không? Màu của nước và cỏ cây nó rất là mát nhã. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ trekking ở trong rừng một chút để trải nghiệm không khí thiên nhiên trong rừng ở Phú Quốc xem nó như thế nào. Và sau đó thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ tìm đến một cái ngọn tháp. Xin giới thiệu với các bạn, bên cạnh mình chính là em Phúc. Sinh năm 2003. Trời ơi, 2003 là năm nay là bao nhiêu tuổi trời. Và em chính là một người dân bản địa ở đây. Bọn mình quen nhau khi mà mình đi ra đây công tác. Và rất là may mắn là hôm nay bọn mình đã có thể là cùng đi vào trong rừng này với nhau để tìm ra ngọn suối đang nằm ở đâu. Mọi người có thể thấy là ở đây có những cái thảm thực vật nhìn rất là lạ mắt, chưa thấy bao giờ trong đời luôn. Chúng ta sẽ đi bộ qua phần dưới này của ngọn suối để tìm theo con đường mòn. Trên đường đi thì bọn mình thấy có những cây nấm như thế này ạ. Các bạn lưu ý là sẽ có những cái cây gai nhọn như thế này này. Đi thì phải cẩn thận nhé. Khi mà đi vào rừng các bạn có thể mang thêm một con dao để mà chặt cây nhé, trong trường hợp có rất là nhiều những cái cây nó cản đường của mình như thế này. Chúng ta sẽ phải lách qua nó, rất là khó khăn. Đi được không? Hết đường hả? Vâng, thưa các bạn, hai chúng tôi đang đi ở giữa khu rừng thì cảm thấy rơi vào bế tắc. Tại vì là không thấy đường dẫn tiếp theo của con suối ở đâu. Và đi theo lối đường mòn thì thấy một con nhện rất là to, thưa các bạn. Như vẻ suối nước đang ở ngay dưới chân mình. Ô, có cá ở dưới này này. Lúc này thì mình đã lột đồ ra để nhảy xuống. Và thực sự thì cái suối này nó có rất rất nhiều tầng khác nhau. Và mỗi một tầng suối á thì nó lại có một cái kiểu gọi là kết cấu nó rất là khác biệt và không có cái nào giống với nào hết. Cho nên là khi mà chúng ta đến cái suối này, chúng ta hãy cố gắng là lượn ngược lên những tầng cao ở phía bên trên, bởi vì càng lên cao thì càng ngoạn mục hơn nữa. Thank you.
chào các bạn. Lúc này thì mình đang dạo chơi ở trên bãi sao. Đối với mình thì bãi sao là bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc, bởi vì là cái cát của nó rất là trắng và nó có một cái độ nông, nước biển nên nó rất là nông, mình có thể đi ra xa hoài luôn đó, mà mình vẫn không bị chìm tại vì là cái cát của nó rất là thoải, nó không bị dốc. Thì mỗi lần mình đến bãi sao mình đều nhớ cái kỷ niệm chuyến đi đầu đời của mình á, chính là đi Phú Quốc với bố của mình. Và hôm đấy thì hai bố con đã đến bãi sao, là lần đầu tiên mình nhìn thấy biển xanh và đẹp như vậy. Tuy nhiên là trời đã đổ xuống một cơn mưa ngày hôm đấy, mưa rất là to và khiến cho hai chuyến đi của hai bố con ngày hôm đấy chỉ còn là ký ức về những ngày mưa buồn bã. Thế nhưng mà sau này mỗi lần mình quay lại Phú Quốc thì mình rất là nhớ bố của mình và cái kỷ niệm ngày hôm đó. Và bây giờ bãi sao thì nó cũng có lẽ là còn là một trong những cái bãi biển mà công cộng hiếm hoi ở ngoài Phú Quốc ấy. Tất nhiên là người ta cũng đã kiểu như là khoanh vùng hết để mà kinh doanh du lịch rồi, nhưng mà mình cảm thấy là mọi người vẫn có thể vào đây và tắm và phơi nắng rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Và mình sẽ kiếm một chỗ để phơi nắng ở đây, cũng như là mình sẽ quay trở lại một cái cây dừa mà có một cái ghế xích đu ấy. Bởi vì là đúng vào ngày này cách đây 2 hoặc là 3 năm về trước mình đã chụp hình ở gốc cây dừa đấy, thì không biết là bây giờ nó có còn không, nhưng mà mình sẽ thử tìm ra nó nhé. Và có lẽ đây là chiếc xích đu rất là nổi tiếng, bởi vì là ai đến với bãi sao thì cũng sẵn sàng là chi ra 20.000 đồng để ngồi lên đây và đu đưa. Lúc này đây thì mình đang ngồi ngay trước sóng biển và có thể sáng tác ra một bài thơ giống bài sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh đó các bạn. Chúng ta đang có mặt tại chợ đêm Phú Quốc. Tốn này đúng không? Đấy đấy, mặt này đấy. Có một anh Tôn Ngộ Không đi ngang qua. Anh Tôn Ngộ Không. Tối ngày hôm nay mình sẽ đi ăn quà vặt ở trong chợ đêm Phú Quốc. Cảm ơn em. Mình ăn đĩa nào thì mình nhặt đĩa đầy đúng không ạ? Vâng. Tất cả đồng giá 20.000 hết, ngoại trừ sò đẹp dưới một cái thôi anh. Sò đẹp là bao nhiêu em? Sò đẹp thì một dĩa 7 con 50.000. Ok. Mặt tiền nguyên hàng trên này toàn 100.000 đồng giá. Mình sẽ cho chi tiết vừa rồi vào trong nhé. Cái này là gì? Dừa sáp. Cho em một ly dừa sáp vậy ạ. Đây là dĩa bánh hỏi của chúng ta. Và còn đây chính là món bánh khọt mà chúng ta đã chờ đợi từ nãy đến giờ. Xin mời các bà. Hơi nhiều sốt mayonnaise. Chiếc thuyền ngoài xa. Sau khi ăn sáng xong thì mình dành thời gian ra để đi bộ bên bờ biển và tranh thủ tanning luôn. Thì mọi người có thể thấy là ban ngày á thì nước biển rất là trong, rất là xanh. Và ở đây cũng khá là vắng vẻ nữa, mặc dù hôm nay đang là ngày cuối tuần đó. Để mình đi xuống đây cho thời gian cái nước biển. Rất là thích.
mình thích cái bãi bên này hơn, mặc dù nó nhiều đá nhưng mà là không có người. Còn ở phía bên kia thì có một số anh chị Tây đang nằm phơi nắng. À, có cá, có cá, có cá. Có những con cá nhỏ nhỏ. Đó, có ai thấy con cá đang bơi không ạ? Nước rất là trong xanh. Wow. Hôm nay chúng tôi đang trên đường tìm đến một vườn tiêu để có thể là trải nghiệm hạt tiêu được trồng tại Trung Quốc sẽ như thế nào. Chúng ta đã tới vườn tiêu khu tường, xin mời các bạn cùng bước vào bên trong đây. Các bạn ơi, các bạn, mình đã đến được vườn tiêu rồi các bạn ạ. Các bạn hãy xem nào, 1, 2, 3. Sau lưng mình lúc này chính là vườn tiêu. Rất là to, rất là gọi là hoành tráng đấy. Bây giờ chúng ta hãy chơi trốn tìm lấp ló ở đằng sau những dãy trồng tiêu này, để xem là chúng ta có ngẫu nhiên gặp được một ai đó hay không. Nhưng trước khi chúng ta tiến vào trong thì xin trân trọng giới thiệu với các bạn nhé. Đây nhá, đây chính là những cành tiêu xanh nhá. Cành tiêu xanh nhà nào mà kho thịt, kho cá nhá, thả một cành tiêu vào nhá, là ăn nguyên một màn đêm không ngừng được nhá. Đấy các bạn ơi, vườn tiêu siêu to khổng lồ các cháu ạ. Các cháu ơi, các cháu, bà đang ở trong vườn tiêu đây các cháu ơi. Đó, mọi người thấy không, trong vườn tiêu này các bạn có thể chụp ảnh 360 độ và chơi trốn tìm, bởi vì là chúng ta rất là khó tìm được lối ra cũng như là tìm được một nửa của mình đang nấp ở đâu. Nó không nói điên gì các bạn, bây giờ đang là 12 giờ trưa nên là chưa ăn trưa nữa nên là hơi bị điên đấy. Bây giờ mình sẽ chụp một vài pose ảnh trong vườn tiêu này cũng như là quay thật là cận cảnh quá trình trải nghiệm nhé. Mình sẽ trải nghiệm ăn một hạt tiêu thưa các bạn. Đây, mình sẽ ăn một hạt tiêu này. Xin phép cô chủ vườn, cháu sẽ ăn một hạt tiêu ạ. Đây ạ, một hạt tiêu nhỏ nhỏ thôi, không ăn hạt to đâu ạ. Mình phải từ từ mình đưa vào mồm mình để mình trải nghiệm nhé các bạn, từ từ sang trọng nha, sang chảnh, cắn cắn nhỏ nhé. Đó, ngon quá các bạn ơi, ngon, rất là thanh, rất là cay các bạn ơi. Cái tiêu này thì mình sẽ thu hoạch xanh như này luôn à, cả cành như này luôn à? Xanh như này thì mình phơi khô à. Phơi khô xong rồi cho nó đen lại. Có khi người ta thu chín thì nó sẽ đỏ lên à. Như thế. Tùy người muốn ăn thì sao thì người ta ăn thôi. Là như này, để như này nó sẽ đỏ lên. Ừ đúng rồi à. Lấy một khô ạ. Còn thấy ở chợ ấy, thì họ hay bán cả cành xanh như này đúng không? Không, họ rã ra. À ok ok. Lúc này đây thì mình đang ở bãi rạch Vẹm và các bạn có thể thấy là ở xung quanh mình thì có rất là nhiều những cái cảng cá để mà mọi người lên đây, mọi người sẽ đi ra những cái nhà bè, nhà phao ở ngoài xa kia để ăn hải sản ấy. Thì ở cái bãi này cũng rất là nổi tiếng ở chỗ là có nhiều sao biển. Mình thì mình có thấy sao biển rồi nhưng mà mình không dám sờ vào cái con đấy, tại vì mình không biết là nó có cắn mình không hay là cảm giác nó như nào ấy. Nhưng mà mình rất là thích cái đường bờ biển này, mặc dù đây là nơi hoang sơ thôi, không có ai quy hoạch, không có ai dọn dẹp quản lý cả, nhưng mà nó lại rất là đẹp tự nhiên ấy. Cái cát ở trên bãi này thì nó rất là trắng và mịn luôn này mọi người, mịn lắm luôn ấy. Mọi người có thể thấy là ven bãi biển có một ngôi nhà rất là nhiều cây xanh treo trước cửa luôn ấy.
Mọi người có thể thấy đây có một cái cây dừa nó ngả ngớn ra như thế này này. Mình sẽ đánh đu lên nó xem sao nhé. Sờ vào nó có ghê không ta? Ồ, cảm giác của mình khi sờ vào nó thì nó cứng như là sờ vào san hô vậy đó, chứ nó không phải là mềm oặt như con giun đâu các bạn ơi. Vâng, thưa quý vị, đây chính là khoảnh khắc selfie với con sao biển đầu tiên mà mình tự tìm thấy trong cuộc đời của mình. Và đây là khoảnh khắc hoàng hôn chuẩn bị buông xuống ở quán bar của Mango Bay. Và cũng là những giây phút cuối cùng của mình ở lại đảo Phú Quốc rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video lần này. Và nếu được thì đừng quên bấm subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi các chuyến đi tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì